trở lại với GameHub.vn. Các bạn thân mến, Brother in Arms 3 Sons of War vừa mới ra mắt chính thức trên Android và iOS. Bởi vậy mà ngày hôm nay GameHub.vn sẽ đem tới cho các bạn đánh giá của game này. Về mặt đồ họa thì Brother in Arms 3 đem tới một nền đồ họa 3D có thể nói là tuyệt sắc trên nền tảng mobile. Ở đó thì mỗi một mô hình nhân vật đều được thể hiện chi tiết từ nếp nhăn này, cúc áo này cho tới cầu vai. Có thể nói là trong game cũng xuất hiện rất nhiều những cái hiệu ứng âm thanh đầy tính khốc liệt, đem tới cảm giác kịch tính cho các trận chiến trong Thế chiến thứ hai. Xét về mặt âm thanh thì game được đánh giá ở chất lượng khá, với những bản nhạc mang âm hưởng khá là hoành tráng. Tuy nhiên, những âm thanh đó thì không xuất hiện nhiều. Bên cạnh đó cũng có tiếng động của môi trường và tiếng súng được thực hiện tương đối tốt. Brother in Arms Sons of War là sự kết hợp giữa những trường đoạn di chuyển dưới góc nhìn thứ ba và những pha nấp bắn cực kỳ kịch tính. Đến với game này thì các bạn sẽ được trang bị một hệ thống vũ khí đầy đủ, từ vũ khí của phe đồng minh này, Nga cho tới phát xít. Các bạn cũng có thể nâng cấp cái hệ thống vũ khí này tùy theo các đặc điểm như là tốc độ bắn này, độ giật hoặc là số lượng đạn trên từng băng. Bên cạnh đó, game có một cái nhược điểm là hệ thống tiền ảo. Nếu như các bạn không chịu nạp tiền vào trong game thì các bạn sẽ vấp phải rất nhiều những cái màn chơi đòi hỏi nâng cấp hay là mua vũ khí. Các bạn sẽ phải cày từ giờ này sang giờ khác những cái màn chơi cũ, vì thế tạo cảm giác vô cùng mệt mỏi và khó chịu cho các game thủ. Game đã xuất hiện trên nền tảng Android và Asus Zenfone 6.0. Tuy nhiên là game có hiện tượng nóng máy sau 1 giờ chơi game liên tục. Game đòi hỏi Android 4.0 trở lên và iOS 6.0 trở lên. Phiên bản dành cho Windows Phone thì sẽ sớm ra mắt trong thời gian gần đây. Các bạn thân mến, mặc dù vấp phải cơ chế giao dịch vẫn còn nhiều bất cập, tuy nhiên đối với những game thủ mà khao khát cái bối cảnh thế chiến lần thứ 2 thì các bạn có thể tìm đến game này và download cho mình. GameHub.vn.Brother in Arms số điểm là 8,25/10.